có nên gọi là tự lên mạng nè, xem những cái hình ảnh vân tay ở trên đó và chúng ta đọc. Ví dụ có chủng vân tay WS thì sao, WT thì sao, WE, WC, WD thì sao, thì thực ra nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta một mẫu nhỏ về các phần thông tin. Tuy nhiên á, nó sẽ không giúp chúng ta trong cái việc đưa ra được định hướng ngành nghề hoặc là thấu hiểu thực rõ về bản thân mình đâu. Đó là lý do mới có những người làm công việc giống như Hiếu nè, những cái người chuyên gia trong lĩnh vực này, và chúng ta phải làm một cái bài phân tích mấy chục trang báo cáo như vậy. Nó có rất là nhiều chỉ số khác nhau và kết hợp với rất là nhiều loại chủng vân tay, bởi vì có người thì chỉ có một loại vân tay, có người có hai loại, và có người có nhiều loại kết hợp lại với nhau, thì chúng ta phải kết hợp lại tất cả những thông tin đó nó mới đầy đủ, đúng đắn và chính xác để có thể đưa ra được cái kết luận cho mình. Chứ cái việc mà có thể tự lên mạng soi cái vân tay và chúng ta nghĩ là sẽ đưa ra được cái ngành nghề hay là định hướng phù hợp á, thì cái chuyện đó thì nó sẽ gọi là cực kỳ khó nha. Nên là nếu mà khi nào chúng ta thực sự có điều kiện, chúng ta cứ đăng ký làm một cái bản phân tích sinh trắc vân tay thật là đầy đủ. Còn làm ở đơn vị nào, chuyên gia nào thì các bạn cứ tìm hiểu rõ về cái đơn vị đó và có thể đưa ra cái lựa chọn cho mình nha.